Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong cái tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 8 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, đây là những hình ảnh thực tế về lũ lụt xảy ra tại Trung Quốc. Người dân chỉ biết đứng nhìn khi mà một loạt ô tô và tài sản bị cuốn trôi trước mắt. Có nơi mưa lớn làm sập một phần cầu đường sắt ở Trung Khánh. Các cảnh quay trên mạng xã hội cho thấy những ngôi nhà đổ sập, thuyền cứu hộ, sơ tán người dân khiến nhiều người kinh sợ sự giận dữ của bà mẹ thiên nhiên. Cận cảnh lũ cuốn làm sập cầu, xe ô tô bị cuốn trôi, mưa lớn trút xuống tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc gây ra lũ lụt cuốn trôi ô tô, nhấn chìm đất nông nghiệp và khiến người dân bị mắc kẹt, phải sơ tán và giải cứu. Đợt mưa mới nhất bắt đầu từ giữa tuần qua, trận mưa từ đêm ngày 2 tháng 8 đến sáng ngày 6 tháng 8 trút xuống khu vực CNC ở Hồ Nam với lượng mưa là 314,5 mm làm ngập quận Bao Đinh lúc 2 giờ chiều và vỡ kỷ lục địa phương, đó là thực tế đang diễn ra. Trong vòng một tháng qua, nhiều nơi ở Trung Quốc chứng kiến mưa lớn, lũ quét và lở đất gây chết người khi giới chức nước này nâng mức khuyến cáo và cảnh báo. Truyền thông Trung Quốc đăng tải cảnh quay cho thấy những chiếc ô tô trôi giữa con đường ngập nước ở Hồ Nam. Những dòng nước đục ngầu tràn qua các chung cư và cửa hàng. Trong vài ngày qua, thành phố Trùng Khánh với 30 triệu dân chứng kiến giai đoạn mưa lớn nhất kể từ đầu mùa mưa. Mùa mưa năm nay ở Trung Quốc kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9. Từ 8 giờ ngày 1 tháng 8 đến 8 giờ ngày 6 tháng 8, Trùng Khánh mưa liên tục với lượng mưa khoảng 219mm được ghi nhận tại quận Bắc Bội. Theo đài CCTV, cầu xe lửa Tứ Bộ Hà tại Trùng Khánh bị sập một phần do nước lũ, khiến hoạt động phải tạm dừng và sắp xếp lại. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều nhà sập và cảnh các thuyền cứu hộ sơ tán giữa mưa lớn tại Trùng Khánh. Cả con đường ở khu vực CNC đã biến thành những dòng sông chảy xiết cuốn trôi hàng chục phương tiện. Lính cứu hỏa đã sử dụng dây thừng và xuồng cao su để giải cứu những cư dân bị mắc kẹt. Các video lan truyền trên mạng Weibo của Trung Quốc cho thấy, trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin một chiếc xe hơi chở 5 người bị nước lũ cuốn trôi tại một cây cầu ở tỉnh Hà Nam vào tối ngày 3 tháng 8. Mọi người đã được cứu hộ. Một số cơ quan khí tượng tại Trung Quốc đã cảnh báo nguy cơ mưa lớn, thời tiết cực đoan dẫn tới thảm họa tự nhiên tại các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Thiểm Tây trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 3 tháng 8 đến 20 giờ ngày 6 tháng 8. Cụ thể, hàng chục ngôi nhà và tuyến đường ở tỉnh Thiểm Tây thuộc Tây Bắc Trung Quốc đã bị hư hại trong đợt mưa nửa thế kỷ có một. Cuối tuần trước, hơn 10.000 người ở tỉnh miền Trung Hồ Nam cũng phải sơ tán vì lũ lụt. Sáng ngày 6 tháng 8, mực nước của bảy con sông ở siêu đô thị Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc vẫn ở trên mức cảnh báo sau khi mưa lớn trút xuống hầu hết các khu vực của thành phố. Trùng Khánh là một trong những thành phố đông đúc nhất Trung Quốc với 30 triệu dân. Mưa lớn tấn công nhiều khu vực ở Tứ Xuyên, Vân Nam, Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, An Huy, Giang Tô. Nhiều trận mưa đo được là 160mm ở tỉnh Hồ Nam. Mưa lớn ảnh hưởng hơn 95.000 người và sơ tán hơn 14.000 người. Hồ Nam ước thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 575.000 nhân dân tệ. Mạng lưới giao thông, điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn nhiều nơi. Người dân tại khu vực này đã được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn, đặc biệt là tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao. Mưa lớn đã làm ngập Trùng Khánh, thành phố phía Tây Nam Trung Quốc trong vài ngày và làm dấy lên lo ngại về các thảm họa do mưa. Cơ quan chức năng Trung Quốc đã cảnh báo về thời tiết cực đoan và nhiều thiên tai trong tháng 7, trong khi mưa lớn khiến hàng ngàn người phải sơ tán tại tỉnh Hồ Nam. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin những trận mưa lớn kéo dài liên tục ở Trùng Khánh trong nhiều ngày là đợt mưa lớn nhất kể từ khi mùa mưa bắt đầu. Thành phố 30 triệu dân này là một trong những thành phố đông dân nhất Trung Quốc. Lũ lụt cũng gây ra lở đất và lở đất ở quận Ngô Giang gần đó, gây thiệt hại cho nhà cửa và mùa màng, chặn đường và làm gián đoạn giao thông. Trung Quốc gần đây đã phải chịu đựng cùng lúc cả mưa lớn và nhiệt độ nóng bức kéo dài, gây thiệt hại cho nền công nghiệp và tiêu thụ điện năng. Ngày càng có nhiều cảnh báo về các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn do biến đổi khí hậu ở Trung Quốc. Tại Hồ Nam, liên tục xảy ra các đợt mưa xối xả từ ngày 16 tháng 7 trở lại đây. Một số nhánh sông Trường Giang, một nhánh chính của sông Dương Tử chảy qua Hồ Nam, cũng đã chứng kiến lũ lụt ngắn hạn với mực nước vượt quá mức cảnh báo. Một số khu vực ở Hồ Nam xảy ra lũ cuốn và sạt lở đất.
đợt mưa lớn cách đây một tuần đã khiến hơn 276.000 người ở tỉnh Hồ Nam bị ảnh hưởng, đồng thời gây thiệt hại cho hơn 16.400 ha cây trồng với nhiều ngôi nhà bị sập hoặc hư hại. Trong bối cảnh ứng phó kịp thời với những trận mưa lớn, chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp cần thiết để di dời hàng chục nghìn cư dân đến khu vực an toàn hơn. Trong tháng qua, mưa lớn đã bao trùm Trung Quốc kéo theo các hiện tượng lũ quét và lở đất khiến nhiều người thiệt mạng. Chính phủ nước này đã nâng cao cảnh báo về thiên tai và tăng cường khuyến cáo về an toàn. Mưa lớn hơn 50 năm có một vào cuối tuần khiến hàng chục nhà cửa và đường xá bị hư hại tại tỉnh Sơn Tây. Tân Hoa Xã dẫn thông tin cảnh báo về khả năng thảm họa do mưa lớn gây ra ở nhiều nơi. Ở miền Trung và Tây Nam Trung Quốc gồm Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Sơn Tây. Vâng thưa quý vị, trong khi lũ lụt nặng nề khiến hàng ngàn người trên khắp nước này phải sơ tán, thủ đô Bắc Kinh lại phải đối mặt với sóng nhiệt. Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đã ghi nhận 30 ngày liên tiếp nhiệt độ vượt quá 35 độ C. Năm nay, hiện tượng El Nino đã làm cho thời tiết ở Trung Quốc khắc nghiệt từ sớm. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục gia hạn cảnh báo màu xanh, mức cảnh báo thấp nhất trong 4 màu về mưa bão ở phía Nam và miền Trung. Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu vàng, mức cao thứ hai về lũ lụt, sạt lở núi ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây, Cam Túc và Hà Nam. Trong khi đó, phần lớn các tỉnh thành phía Bắc nằm trong vùng cảnh báo màu vàng. Vì nhiệt độ cao ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hà Nam, Nội Mông, Liêu Ninh, Hồ Bắc với nhiệt độ từ 37 đến 41 độ C. Người dân được khuyến cáo tránh hoạt động ngoài trời vào buổi trưa đến chiều. Cụ thể, ở phía Đông Bắc Trung Quốc đang trong đợt nắng nóng lịch sử với hàng trăm trạm thời tiết báo cáo mức cao kỷ lục trong tháng 6. Ngày 7 tháng 8, thủ đô Bắc Kinh quan sát thấy nhiệt độ 41,1 độ C, 106 độ F, mức cao kỷ lục trong tháng và lần đầu tiên nhiệt độ cao hơn 40 độ C được quan sát thấy kể từ năm 2014. Cùng ngày, thành phố Thiên Tân báo cáo 41,4 độ C, một kỷ lục thời đại mới cho bất kỳ tháng nào. Cục Thời tiết Quốc gia Trung Quốc đưa ra cảnh báo về say nắng vào giữa tháng 7, sớm hơn gần 2 tháng so với các năm trước. Các nhà chức trách đã khuyến cáo người dân tạm dừng các công việc ngoài trời vào giữa ngày khi nhiệt độ lên cao nhất. Nhiệt độ cao cũng dẫn đến áp lực gia tăng với lưới điện. Với nhu cầu tăng hơn 20% được báo cáo tại Thiên Tân so với năm ngoái, nhiệt độ ở phía Đông Bắc Trung Quốc sẽ duy trì ở mức cực đoan trong tuần tới, với mức cao nhất được dự báo từ 40 đến 42 độ C mỗi ngày ở nhiều nơi. Nắng nóng năm nay diễn ra một cách bất thường khi mà Trung Quốc thường xuyên có lũ lụt vào mùa hè. Theo dự báo, 11 tỉnh có mưa lớn trong những ngày tới, chủ yếu ở miền Nam. Nhiều địa phương phía Bắc Trung Quốc tiếp tục ghi nhận nền nhiệt nóng kỷ lục trong hơn 60 năm qua và tiếp tục gây hại cho nhiều ngày tiếp theo. Các nhà khoa học nhận định nhiệt độ toàn cầu tăng lên đang làm trầm trọng thêm tình hình thời tiết khắc nghiệt trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia châu Á bao gồm Trung Quốc đã ghi nhận các đợt nắng nóng với nhiệt độ cao kỷ lục. Vâng thưa quý vị, chúng ta đang phải đối mặt và trả giá cho những hành vi khiến trái đất nóng lên. Mưa lũ nghiêm trọng vừa ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 95.000 người và buộc 14.000 người khác phải sơ tán và di rời tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt và nhiều thảm họa thiên nhiên trong tháng 8. Tân Hoa Xã cho biết cảnh báo về các thảm họa do mưa gây ra ở những vùng rộng lớn ở miền Trung và Tây Nam Trung Quốc đã được đưa ra trong ngày 4 tháng 8. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, nước này sẽ phải đối mặt với nhiều thảm họa thiên tai trong tháng 8, bao gồm lũ lụt, thời tiết đối lưu khắc nghiệt, bão và nhiệt độ cao. Trong một tháng qua, Trung Quốc đã trải qua những trận mưa xối xả, lũ quét và lở đất, khiến giới chức nước này phải nâng mức cảnh báo. Mới nhất, vào sáng ngày 4 tháng 8, cây cầu đường sắt ở thành phố Trùng Khánh bị sập một phần sau khi mưa kéo dài làm ngập thành phố phía Tây Nam Trung Quốc vài ngày qua. Đợt mưa liên tục ở Trùng Khánh này là đợt mưa lớn nhất kể từ khi mùa mưa bắt đầu tại Trung Quốc, thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9. Đoạn ghi hình trên mạng xã hội cho thấy nhiều nhà sập và cảnh các thuyền cứu hộ sơ tán người dựa mưa lớn tại Trùng Khánh. Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin một chiếc xe hơi chở 5 người bị nước lũ cuốn trôi tại một cây cầu ở tỉnh Hà Nam vào tối ngày 3 tháng 8. Một người được cứu kịp thời, theo tờ Trùng Khánh Nhật Báo, ngày 3 tháng 8. Hàng chục ngôi nhà và đường xá bị hư hại ở tỉnh Thiểm Tây phía Tây Bắc Trung Quốc trong trận mưa xối xả 50 năm mới có một lần vào cuối tuần qua. Hơn 10.000 người tại tỉnh Hồ Nam thuộc miền Trung đã được sơ tán khỏi lũ lụt hồi tuần trước. Khoảng 70 ngôi nhà bị sập, 2.283 ngôi nhà bị hư hại và nhiều khu vực ruộng bị ngập. Thiệt hại cho đến nay được ước tính vào khoảng 79 triệu đô la Mỹ. Truyền thông Trung Quốc đăng tải cảnh quay cho thấy những chiếc ô tô trôi giữa con đường ngập nước ở Hồ Nam. Những dòng nước đục ngầu tràn qua các chung cư và cửa hàng. Trong khi lũ lụt nặng nề khiến hàng ngàn người khắp nước này phải sơ tán, thủ đô Bắc Kinh
lại đối mặt với sóng nhiệt. Trung tâm khí hậu quốc gia của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã ghi nhận 10 ngày liên tiếp nhiệt độ vượt quá 35 độ C. Lần cuối cùng điều này diễn ra là vào năm 1961, việc thiếu mưa tại thủ đô có thể góp phần làm tăng nhiệt độ. Các nhà chức trách cho biết mặc dù nhiệt độ hiện tại đã giảm kể từ đầu tuần xuống mức 33 độ C, nhưng nhiệt độ dự kiến sẽ tăng trở lại lên tới 39,6 độ C ở Bắc Kinh và các vùng khác của Trung Quốc trong tuần này. Nắng nóng năm nay diễn ra một cách bất thường khi Trung Quốc thường xuyên có lũ lụt vào mùa hè. Theo dự báo, 11 tỉnh sẽ có mưa lớn trong những ngày tới, chủ yếu ở miền Nam. Năm 2021, hơn 300 người đã chết ở tỉnh Hà Nam do lũ lụt. Theo hãng tin AP, lượng mưa kỷ lục đã làm ngập thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh này vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, khiến đường phố trở thành sông và tàu điện ngầm bị ngập. Trận lũ lụt tồi tệ nhất của Trung Quốc diễn ra vào năm 1998, khi 4.150 người chết, hầu hết sống dọc theo sông Dương Tử, thiệt mạng. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại.